Chào mọi người đã trở lại với video update Facebook của Cương Bích. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cái chức năng mới Facebook chắc mọi người không để ý. Đó là chức năng liên kết nhóm của bạn với trang fanpage. Ví dụ mọi người xem ở đây, mọi người nhìn thấy K25 này chẳng hạn, K24, mọi người khi đăng bài thì mình có thể đăng với tư cách là fanpage ở trên nhóm. Và cái nhóm này mọi người phải có quyền quản trị nhé. Ví dụ mọi người thấy mình đăng ví dụ một bài chẳng hạn. Đây là cái bài đăng được đăng bởi fanpage. Đấy mọi người kỳ đây, nó được đăng bởi fanpage. Và nó không phải nick cá nhân của mình. Nick cá nhân của mình thì nó sẽ như thế này. Đây, nick cá nhân của mình ở đây. Thì nó sẽ báo là mình đã chọn mình làm quản trị viên. Thì cái chức năng này thì mặc định thì nó sẽ không tự update cho mọi người. Đấy, khi mọi người vào fanpage thì nó hiển thị nhóm này. Thì cái này là một mặc định nó không update. Thì để update chức năng này á, thì mọi người làm như sau. Ví dụ đây là một cái fanpage chẳng hạn, nó chưa được update chức năng này. Thì mọi người vào phần cài đặt. Đây cũng chính là khi mọi người vào phần cửa hàng mà không có cửa hàng thì mọi người phải tự kích hoạt lên. Mọi người tiếp tục, mọi người vào phần chỉnh sửa trang. Ở đây mọi người hãy kéo xuống và chọn thêm tab. Và các bạn hãy chọn là nhóm. Và đóng lại. Và bây giờ mình sẽ ra trang chủ fanpage. Mọi người sẽ thấy nhóm ở đây. Nhưng mà hiện nay thì cái nhóm này nó sẽ chưa liên kết với bất cứ cái nhóm nào cả. Trang này chưa liên kết. Thì cái mục đích liên kết nhóm ở đây thì nó sẽ giúp cho mọi người đăng lên nhóm với tư cách của fanpage. Và hiện tại thì Facebook cũng đã cho chức năng tạo nhóm đối với trang, tức là cộng đồng của những người thích trang chẳng hạn, thì nó sẽ tạo lên một nhóm. Và mình, nếu mà các bạn có trước đó rồi thì hãy có thể liên kết vào nhóm và đăng bài với tư cách của fanpage. Thì để mà liên kết thì mình làm tiếp theo đó là liên kết nhóm của bạn. Và đây thì mình sẽ liệt kê các cái nhóm chẳng hạn mà mình đã làm quản trị. Ví dụ bây giờ mình liên kết với nhóm K25 chẳng hạn. Ok, thì hệ thống nó sẽ đã liên kết thành công. Và mình sẽ vào K25 thử. Đây, mình sẽ vào K25 nhá. Mình sẽ F5 mà lại K25 này. Ok, mọi người sẽ thấy này, mình sẽ được đăng với tư cách là fanpage lên nhóm này. Còn cách áp dụng nữa thì mọi người hãy sáng tạo thêm nhé. Chúc mọi người thành công.